Đã hơn 40 phút rồi còn chưa tới nữa. Nếu như có việc gì bận thì phải gọi điện thoại báo cho người ta biết chứ. Thiệt là quá đáng mà. Đi chung xúc. Bà có con gái sao? Không thể nào đâu Ly Chung Xúc, khó khăn lắm tôi mới quên đi được chuyện quá khứ. Vậy mà tại sao bà còn dám xuất hiện trước mặt tôi nữa? Đi về thôi con. Con xin lỗi mẹ. Ngay từ lúc đầu bà thím đó đã không muốn tới gặp mẹ con mình rồi. Coi như là chuyện tốt cho xong chuyện đi con à. Nếu như gặp mặt nhau mà hai bên thấy nhau không vừa mắt thì cũng vô ích. Mọi chuyện kết thúc như vậy cũng coi như là chuyện tốt. Con còn ngồi đó làm gì? Mẹ về một mình trước đi. Con là muốn đi đâu vậy chứ? Đã quên à? Đã quên. Bây giờ em không cần dùng tới tấm bảng để tới trước cổng tập đoàn CE kêu quan cho anh nữa rồi. Em đã qua được vòng thi làm bếp cuối cùng. Em còn được người mà anh tôn kính nhất là chủ tịch khen ngợi nữa đó. Nếu như mà em vô CE làm việc thì em sẽ giúp cho anh Kang Jin Hee đi tìm bằng chứng để chứng minh chồng em là người hoàn toàn trong sạch. Dạo gần đây em thấy mình toàn gặp chuyện vui không à. Em nghĩ anh nhất định sẽ giống vợ anh Kang Jin Hee. Một ngày nào đó anh sẽ tỉnh lại thôi. Có phải em quá tham lam không? Dạ, đây là danh sách những người trúng tuyển cuộc thi làm bếp cùng với bố trí công việc của họ. Giám đốc coi thử đi. Chú không phải là người của bộ phận này. Sao chú lại phải đem cái này tới đi? Ờ, tôi không phải người bộ phận này. Nhưng mà bây giờ giám đốc Y Hên không ở công ty. Vì vậy chuyện này chỉ có cậu giải quyết được thôi. Thật xin lỗi chú. Chú đã vất vả nhiều rồi tổ trưởng. Dạ. Ngày 7 tháng 8 năm 83. 7 tháng 8 là hôm nay mà. Hôm nay là sinh nhật của Sogon sao? Dạ, anh Kang Jin Hee. Ờ, bây giờ cô đang ở đâu vậy? Tôi đang ở bệnh viện với chồng tôi. Giờ tôi chuẩn bị về nè, sao vậy? Ờ, ra là vậy. Vậy thì bây giờ cô có thời gian rảnh không? Ờ, thứ tư trước 5 giờ hình như là tôi rảnh đó. Vậy thì tốt rồi. Tôi muốn dẫn cô tới một nơi trước khi cô vô làm. Bây giờ tôi qua đó liền. Cô đợi tôi một chút nha. Ờ... Lên xe đi. Cậu Kang đi chung với con dâu mình hả? Hai đứa cùng tới bệnh viện thăm cơn gu sao ta? Từ lúc học đại học xong tôi chưa tới thư viện lần nào. Hình như là cũng 10 năm rồi tôi chưa tới đây lần nào nữa hết. Lần này là 10 năm nữa sao? Dạ. Cô từng nói 7 năm cô không ra biển. Bây giờ là 10 năm chưa tới thư viện. Tôi từng nói chuyện này rồi sao? Chuyện ở trong nhà, chuyện ở quán cơm khiến tôi không có nhiều thời gian rảnh. À, phải tới đây đọc tài liệu trước khi vô công ty làm việc phải không? Món ăn ngon không phải cứ đứng nấu hoài sẽ ra, mà phải coi nhiều, nghĩ tới nó thiệt nhiều.
Cô phải vào đây đọc thử coi trong những hoàn cảnh nào mà người ta sáng tạo ra những món đó. Muốn nấu ăn ngon cũng cần phải học tập. À, dạ. Cách học tập tốt nhất chính là đứng coi người ta hướng dẫn. Nhưng mà chỗ này cô cũng có thể tìm thấy các công thức nấu ăn được truyền cảm hứng từ những người yêu thích nấu ăn. Cô đang tìm quyển sách này hả? Dạ. Trứng cá bô lắc. Trứng cá bô lát có thể làm món ravioli. Cô Han Su-won, coi bộ tới giờ chúng ta phải về rồi. Chúng ta không thể trễ như lần trước được. Bây giờ là mấy giờ rồi? Đã 4 giờ chiều rồi. Hả? Lẹ dữ vậy? Sau này nếu như có thời gian cô thường xuyên tới cũng được. Chúng ta mau về thôi. Trên đường về tôi muốn ghé vô một chỗ. Anh muốn đi đâu? Cái bánh này được không? Anh Chinh Hy không cần mua thêm bánh đâu. Buổi tiệc chúc mừng này, anh Cân Gu sẽ là từ đầu tới cuối. Cô à, làm ơn lấy tôi cái này. Dạ. Anh thật sự là không cần đâu. Lấy giùm tôi một chai sâm banh luôn. Dạ. Một mình mẹ chắc là bận lắm. Con ở bệnh viện tới giờ luôn đó hả? Dạ không. Con với anh Căng Chinh Hy tới thư viện đọc sách. Chuyện của con bé Đa Quang sao rồi mẹ? Cái bà thím đó là người như thế nào hả mẹ? Mẹ còn chưa gặp được bà ta. Sao vẫn chưa gặp được nữa? Bác không gọi điện cũng không chịu tới. Điều này chứng tỏ là đáp án của bà muốn nói. Trời đất ơi, sao bà có thể làm vậy với chúng ta? Con không cần tức giận đâu. Bây giờ con chỉ cần tìm cách giúp mẹ ngăn cản Đa Quang là được rồi. Tới giờ cơm tối rồi, anh tới nha. Bây giờ tôi đi đưa cơm cho người ta. Mẹ ơi, cái này đưa đi đâu? Bất động sản. Dạ. Hôm nay là sinh nhật của ai hay sao vậy? Hôm nay nhà của mình ai cũng bận thì phải. Bởi vậy cho nên mọi người đã quên là sinh nhật của ai rồi. Vậy hôm nay là ngày mấy hả cậu? Hôm nay không phải sinh nhật của Su-won sao? Sinh nhật của nó đâu phải là hôm nay. Tại con thấy trong phần năm sinh của cổ có ghi là hôm nay mà. Về chuyện đó hả? Chuyện ngày sinh này có bí mật đó. Dù sao thì cũng cảm ơn cậu vì đã tốn công chuẩn bị. Nếu em chịu gọi điện cho anh trước thì đã tốt rồi. Mà tại sao tự dưng em lại dẫn mẹ em tới gặp mẹ anh vậy? Em thật sự nhận thua bả luôn. Vì chuyện lần này bả tới hứa mà mẹ em đã cảm thấy mình bị xúc phạm lắm rồi. Anh quay về nói với mẹ của anh là em thật sự khinh thường bả, em cũng sẽ không gặp lại anh nữa đâu. Hiểu chưa hả? Em thật sự không hối hận, đúng không? Đúng vậy. Vì vậy cho nên anh quay về nói với bả là em chúc mừng bả vì đã đạt được mục đích. Đây chính là điều mà từ trước tới giờ mẹ của anh luôn mong muốn đạt được. Vậy bây giờ còn cách nào khác sao? Chỉ cần làm cho nội anh thích em là được rồi. Sao chứ? Bà nội của anh chính là người duy nhất trên đời khiến cho mẹ anh thấy sợ. Chỉ cần hai chúng ta cùng nhau nghĩ cách làm cho bà nội của anh cảm thấy thiệt sự thích em, cho dù mẹ của anh có muốn phản đối chúng ta thì mẹ cũng sẽ không làm được gì đâu. Trên đời này cũng có người làm cho mẹ anh thấy sợ sao? Buổi tối ngày hôm nay anh nhất định sẽ nói lại cho nội anh biết chuyện của hai chúng ta.
anh sẽ lựa lời nói với nội. Rồi thì nội của anh nhất định cũng sẽ thích em mà thôi. Vì vậy cho nên, anh xin em đừng có nhắc tới chuyện chia tay nữa nha. Nếu như chính miệng bà nội anh nói thích em, thì mẹ của anh sẽ đồng ý cho hai chúng ta hẹn hò thiệt sao? Đúng vậy, em nói vậy. Có nghĩa là em muốn anh phải cố gắng để cho chúng ta được ở bên nhau, có đúng vậy không? Nếu mà như vậy, em phải thể hiện tốt trước mặt nội mới được. Bây giờ hai chúng ta cùng nhau luyện tập đi. Anh sinh năm 86, song sức hơn 29 tuổi. Em. Em, cô bé sinh năm 88 đáng yêu đã được công nhận. 88? Tuổi của chúng ta hợp nhau lắm đó. Mà sao tên của em lại là Han Dawon vậy? Làm anh nhớ tới một người. Ai vậy? Đó là người mà kiếp này anh không bao giờ muốn quen biết. Còn chuyện này nữa, sau này em không thể gọi anh như bình thường nha. Gọi anh là anh yêu. Đừng gọi anh này nọ nữa, coi chừng bị anh la đó. Gọi đi. Gì chứ? Mau gọi anh là anh yêu đi mà, lẹ lên. Anh yêu. Nếu như mẹ anh đồng ý cho hai chúng ta hẹn hò thì em mới gọi. Còn trước đó thì anh chỉ là đứa con không hiểu chuyện của bà ấy. Hôm nay tôi đã tự biên tự diễn một chuyện. Dạ. Tôi lại tưởng là hôm nay là sinh nhật của cô. Sao? Lúc tôi coi danh sách những người trúng tuyển, tôi thấy trong phần năm sinh của cô ghi là ngày 7, nên tôi tưởng hôm nay là sinh nhật cô. À, thì ra do tôi ghi ở trỏng vậy nên anh mới hiểu lầm. Cái bánh đó tôi mua cũng là để chúc mừng cô. Thì ra là vậy. Tôi nói rồi. Dù sao tôi cũng đã nhận bánh sinh nhật của anh, nên tôi sẽ nói anh biết năm sinh thiệt của tôi. Tôi thật ra là tôi sinh năm 81 lận. Không phải là sinh năm 83 sao? Tôi đã từng kể cho anh nghe về chuyện mẹ ruột của tôi rồi mà. Lúc đó tôi còn nhỏ, vẫn chưa hiểu chuyện nên tôi tưởng là mẹ tôi đã mất rồi, nên tôi không thể có tên trong sổ hộ khẩu. Nhưng mà thật ra thì bởi mẹ tôi mất tích không lý do, nên ba tôi không thể ghi tên tôi vô sổ hộ khẩu. Sau này nhờ có người mẹ kế bây giờ của tôi được vô hộ khẩu với danh nghĩa là con mẹ. Vì vậy cho nên năm sinh ghi ở trỏng tất cả đều là giả thôi. Vậy thì ngày sinh thiệt của cô là ngày bao nhiêu? Anh hai mới gì? Ủa, anh Khang, may quá gặp anh ở đây. Hôm qua chúng tôi muốn mở tiệc để ăn mừng cùng với em dâu của tôi. Anh có thể cho chúng tôi mượn phòng không vậy? Phòng khách lầu 1 cho tôi mượn làm nơi tổ chức được không? Tất nhiên là được rồi. Cảm ơn nghe. Nè, em dâu à, em mau đóng cửa quán cơm rồi cùng dự tiệc nha. Mẹ nói là hôm nay em đã mệt lắm rồi, biểu em đóng cửa sớm rồi trở về nghỉ ngơi. Mẹ em kêu em đóng cửa quán cơm sớm rồi về nhà nghỉ hả? Phải. Cái gì nữa đây, mấy người tưởng cái tường nhà tôi là bản đen hay sao? Đúng là ăn ở không quá mà không có chuyện gì làm để kiếm chuyện với mình đây nè. Ủa, mẹ ơi. Có phải nãy giờ hai người đi với nhau không? Dạ không. Dạ. Phải. Ủa, gì vậy? Chuyện này làm sao? Rốt cuộc là có hay không? Nè anh Căng. Mà nè, sao mọi người không vô nhà đi ngồi chơi, đứng đây làm gì? Bởi vì hôm nay con có nhiều thời gian rảnh nên cùng với anh Kang Chin Hee tới thư viện đọc sách. Còn muốn đọc sách nấu ăn để nâng cao hiểu biết trước khi vô công ty. Vậy thì tại sao hồi nãy cậu Kang không chịu nói thiệt? Thì tại anh Kang sợ mẹ hiểu lầm rồi mắng ảnh như bây giờ cho nên ảnh mới nói dối mẹ. Mẹ đừng có suy đoán lung tung nữa, mau vô nhà đi ha. Biết bao nhiêu con mắt đang nhìn mà sao không có đứa nào để ý vậy? Tại hai đứa tối ngày đi chung với nhau mà tường nhà bữa nào cũng bị vẽ vời như vậy nè. Vô đi, vô đi. Ngày vui lại thành ra như vậy, tôi cũng nói nhiều lần rồi. Mẹ tôi không có ác ý gì với anh đâu. Vì vậy cho nên chúng ta chỉ cần nghe tai này lọt qua tai kia là được ha. Tưng tưng tưng, vào vô trong đi. Thiệt mất mặt, quả phụ đã ngoại tình rồi. Con xin nội mà nội, nội đi gặp cổ một lần thôi.
Nội đã nói rồi, mẹ con không thích thì nội cũng chịu. Con đừng có tới đây năn nỉ nội nữa. Đi thuyết phục mẹ của con trước rồi hả tính nha. Thì nội cũng biết mà. Nếu như con không lấy con gái của công ty thủy sản qua chim, thì mẹ con nhất định sẽ không đổi ý. Vậy rốt cuộc cô gái đó, gia đình của cổ có được khá giả không hả con? Nhà của cổ chỉ bình thường thôi à. Bao nhiêu tuổi? Cổ nhỏ hơn con 2 tuổi. Như vậy là nó năm nay 27 tuổi. Vậy thì à, nó làm nghề gì hả? Chuyện đó, cổ là người làm nghề tự do thôi. Làm nghề tự do? Dạ. Chỉ cần nội đồng ý cho con hẹn hò, từ nay về sau con xin hứa sẽ làm việc chăm chỉ. Con hứa với nội á. Con thích nó lắm sao? Dạ. Chỉ cần con gặp cổ thì con sẽ có suy nghĩ muốn được trở thành một người có tiền lại vừa có năng lực. Con, với lại con cũng không muốn con trở thành một người suốt ngày đi đâu đó cũng bị mẹ quản lý. Vì vậy cho nên con xin nội, mau giúp cho tụi con thành đôi đi. Được rồi. Vậy thì nội sẽ đi gặp nó thử coi sao. Thiệt hả nội? Chỉ gặp nó một lần thôi mà có gì ghê gớm lắm đâu. Con chọn thời gian gặp mặt đi. Con cảm ơn nội nha. Thiệt sự cảm ơn nội rất nhiều. Nhưng mà nội à, nội phải hứa tuyệt đối giữ bí mật chuyện này nha, nha nội. Nếu như con còn tiếp tục qua lại với con nhỏ đó, mẹ sẽ không tha thứ cho con đâu. Con nghĩ là mẹ đang nói giỡn sao? Cổ không giống như những người con gái khác. Vì vậy cho nên lần này mẹ mau từ bỏ chuyện đó đi. Mẹ tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Cho dù đó là vì bản thân của con, hay là vì bản thân của mẹ cũng được. Mẹ tuyệt đối không thể để cho nó ở bên cạnh của con. Con lắng tai mà nghe cho thiệt kỹ. Mẹ không nói giỡn chuyện này đâu. Cái con nhỏ đó hay là mẹ, con hãy mau chọn một trong hai người đi. Thiệt tình, mẹ buông tha cho con một lần không được sao mẹ? Tại sao mẹ lại không chịu từ bỏ một lần hả? Con nhỏ đó rốt cuộc là loại con gái gì mà lại khiến cho thằng bé xớt hơn ngoan ngoãn hiền lành thành một người đàn ông mạnh mẽ như vậy ta? À, không có chuyện gì đâu con gái, nó nhất định sẽ tỉnh ngộ mà. Nếu xớt hơn nó vẫn tiếp tục kiên trì thì bà sẽ làm gì? Bà sẽ chấp nhận cho con nhỏ đó làm con dâu sao? Bây giờ thì hình như chuyện thằng xuất hên của mẹ lấy ai có liên quan tới con rất lớn hả? Có bao giờ con quan tâm đâu. Sao tôi lại có thể không quan tâm? Nếu như xuất hên nó cưới về cho tôi một đứa em dâu có lai lịch không rõ ràng thì sẽ có rất nhiều tai họa. Trưởng phòng Shin Hye-ran không phải đã từng dạy tôi như vậy sao? Ơi trời, thiệt tình, tự mẹ kêu con mời khách tới nhà dự tiệc, bây giờ lại bày ra bộ mặt như vậy sao vui nổi đây. Bây giờ trong lòng mẹ đã hiểu hết mấy cái chuyện này có nghĩa là gì rồi. 3 ngày ở bệnh viện mẹ thấy hai đứa leo lên xe là mẹ biết hết trơn rồi, chắc chắn là phải có gian tình. Mẹ ơi, hồi nãy tụi con đi tới thư viện đọc sách thiệt mà. Con biết á là trong đầu mẹ đang tưởng tượng ra chuyện gì rồi. Dừng lại ở đây được rồi mẹ. Tuy là trước giờ á, con cũng giống như mẹ, con cũng từng hiểu lầm hai đứa tụi nó trong chuyện này. Không phải đâu mà, tuyệt đối không phải. Nó, con nhận ra chuyện gì? Có gì đâu mà. Sao giờ mẹ Suwon vẫn chưa về, buổi bắt tiên ngày hôm nay tạm thời kết thúc tại đây nha mọi người. Ha? Mẹ. Đứng dậy, chúng ta đi về thôi, đi mẹ. Mẹ đừng ngồi đây nữa, dọa cho em châu nó sợ đó. Là rồi, về phòng thôi. Rồi. Con ơi, rượu còn quá trời mà uống chưa có hết, đưa mẹ đi đâu. Trời ơi, nhây quá. Con thả mẹ ra coi, buông tay mẹ ra. Rốt cuộc là mẹ muốn cái gì đây? Mẹ làm con cảm thấy xấu hổ quá đi à. Cái gì vậy chứ, con đang nói tào lao cái gì vậy? Từ lúc bắt đầu buổi tiệc cho tới giờ mẹ luôn dùng ánh mắt này để mà nhìn em dâu cùng với anh Kang Jin-hee.
Hai đứa nó tuyệt đối không phải cái loại quan hệ đó đâu. Sao mẹ có thể nghi ngờ người luôn đối xử tốt với thằng hên quân nhà chúng ta được chứ? Con á, im miệng đi, không có được binh vực hai đứa tụi nó. Con nói đi, hồi nãy lời con nói vậy là có ý gì? Không phải con nói con cũng từng hiểu lầm sao? Mẹ đừng có nói tới những chuyện này nữa mà. Mẹ à, cho dù bây giờ em Châu nó có yêu anh Cang Chinh Hy thiệt lòng á, thì chúng ta cũng còn có thể làm được gì? Nó đã luôn cố gắng kiếm tiền trả viện phí cho thằng hên quân mà. Bây giờ nó còn cố gắng điều tra là vụ án của hên quân nữa. Mẹ không nói một câu cảm ơn nó thì thôi đi. Con đã tìm được việc làm rồi. Em Châu cũng đậu cuộc thi làm bếp. Hôm nay á, chính là ngày vui của cả nhà chúng ta mà mẹ chúng ta đã mời người ta tới dùng bữa. Sao mẹ lại coi ánh như tội phạm vậy? Tại mẹ thấy giữa hai đứa tụi nó mờ ám quá nên tâm trạng mẹ không được tốt mới nói vậy thôi. Làm gì dữ dằn với mẹ, cái thằng con này thiệt tình. Ơi trời, mẹ đừng có nhắc tới chuyện này nữa. Mẹ à, mẹ mà còn nghĩ tới chuyện này nữa thì sẽ ngủ không được ngon đâu. Chúng ta ra ngoài đi dạo đó, sẵn tiện hóng gió luôn thay đổi tâm trạng. Đi mẹ, đi, đi, đi thôi, đi thôi, đi. Tôi xin lỗi nha. Lúc nào tôi cũng là người đem phiền phức tới cho cô. Hết anh cơn gu rồi tới mẹ chồng của tôi. Chắc là những chuyện đó đã làm cho anh thấy hết sức vô lý phải không? Không sao, tôi thấy không sao thiệt mà. Tôi thấy lo cho cô hơn. Tôi cũng không sao đâu. Tôi nghĩ là mẹ chồng tôi cùng với anh cơn gu sẽ không hiểu lầm chúng ta hoài vậy đâu. Nếu bọn họ biết được quan hệ của anh với cô Song Y hơn, chắc chắn là họ sẽ không hiểu lầm dớ dẫn gì nữa. Rốt cuộc thì giám đốc Song Y hơn có quan hệ gì với tôi? Tôi có nghe chủ tịch nói là sẽ cho hai người làm đám cưới, phải vậy không? Chuyện này... Tuy là tôi đang nghĩ cho người nhà của tôi, nhưng tôi cũng không muốn để cho cô Song Y hơn có bất kỳ hiểu lầm gì với chúng ta. Tôi nghĩ vậy sẽ tốt hơn. Cô ấy với tôi thật sự là không có gì hết. Dạ. Tuy là tôi không biết cô đã nghe ai nói những chuyện này, nhưng mà cô ấy với tôi chỉ có quan hệ đồng nghiệp thôi. Còn quan hệ khác thì tuyệt đối không có. Tôi sẽ giải thích rõ ràng mọi chuyện. Tôi sẽ không để mọi người hiểu lầm đâu. Cô Han So Won, cô không cần phải lo nữa. Y Hân à, bây giờ á, con có thể lập tức cho dì Chay một số tiền là bao nhiêu hả? Sao? Chưa gì mà đã quyết định xong rồi hả? Trời ơi, thì phải nhanh tay lẹ chân mới được chứ con, thời buổi này mà. Vậy à, cho dì Chay 1 tỷ được không con? 1 tỷ? Rốt cuộc dì làm cái gì mà cần nhiều tiền tới như vậy hả? Nè, bây giờ nếu như mà muốn làm nên sự nghiệp á, 1 tỷ là con số cơ bản rồi. Các con đang nói cái gì vậy? Chủ tịch ơi, bác khuyên con nhỏ này đi. Lúc trước nó hứa là sẽ mở cho con một cửa tiệm. Bây giờ tới lúc con thật sự cần vốn thì nó chối không cho con mượn tiền kìa. Gì à? Quá đáng thiệt luôn á. Bây giờ tôi cũng đang muốn nói với Y Hân một chuyện rất là quan trọng đây nè. Quả nhiên chủ tịch anh minh nhất luôn. Rốt cuộc là trong não của con chứ cái gì vậy Y Hân? Tại sao mà người ta chỉ cần tới bên cạnh con định hót có vài câu là con liền mất cảnh giác, con mất tự chủ? Con nghĩ là chỉ cần có tiền thì ai cũng làm giàu được hay sao vậy chứ? Chủ tịch à? Dạ không phải. Tại vì con thấy dì Môn Huy buồn, dì phải ở trong nhà hoài. Vì vậy cho nên con mới kiếm chuyện cho dì làm thôi. Giải quyết nỗi buồn mà cần phải dùng tới 1 tỷ hay sao? 1 tỷ không phải là con số nhỏ mà. Cho dù là sự nghiệp hay bất kỳ chuyện gì khác cũng phải biết nhìn người mới được chứ. Rõ ràng con biết sẽ thất bại mà. Tại sao còn cho gia nhiều tiền như vậy chứ? Con đó, nếu như con có nhiều tiền cho dì ấy ra như vậy thì con nên đem tiền đó đi làm từ thiện còn hơn. Tuy nói là chuyện kiếm tiền đúng là rất quan trọng, nếu như mà con có suy nghĩ kiểu như tiền do con làm ra, con thích xài sao thì xài vậy thì con đã sai lầm rất lớn. Con có hiểu không vậy? Gì à? Gì á? Thiệt không ngờ tới luôn. Tại sao mà chủ tịch không chịu giữ cho gì một chút thể diện nào hết trơn vậy? Vừa giống như con, vừa giống như thư ký. Gì coi chủ tịch là cái gì lẽ nào con không biết sao?
Vậy mà bây giờ coi bộ chủ tịch chỉ coi gì giống như cái gánh nặng không thể bỏ được trong cái nhà này thôi à. Bất công quá đi à, vì sao bị tức chết vì oan ức rồi nè Y Hơn ơi. Ừ, tại vì con thấy bà nội lo lắng cho dì nên mới nói vậy thôi, chắc là nội không có ý gì khác đâu. Cho dù chủ tịch có coi người ta là con ngu cũng không thể nói như vậy được. Được rồi, bây giờ dì có thể trách ai đây chứ. Tới ngần này tuổi rồi vẫn còn là một đứa em vợ ăn bám, tất cả là lỗi tại dì hết mà. Làm gì có chuyện đó hả dì? Dì đợi con thêm một thời gian nữa, con nhất định sẽ tìm cách mở cho dì một cửa tiệm thôi mà. Chừng nào chứ, con biểu dì đợi tới chừng nào? Không lẽ dì phải đợi cho tới khi chủ tịch chết luôn hả? Dì cũng biết mà, trước khi con được trở thành người thừa kế tập đoàn này, con tuyệt đối sẽ không để bà nội ghét con. Đợi sau khi đám cưới với giám đốc Khang xong, con sẽ có được chức chủ tịch, chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra nữa đâu. Bởi vậy cho nên dì phải... Được rồi mà, sau này á, dì sẽ không có tanh con nữa đâu. Bắt đầu từ bây giờ, Châu Bung Hy này sẽ không sống như bèo trôi nước nổi nữa đâu. Dì sẽ sốc lại tinh thần của mình, sẽ suy nghĩ cho bản thân mình, không thể để con với chủ tịch coi dì là gái già ế được nữa. Nếu bây giờ giám đốc Khang có thể hồi tâm chuyển ý thì mọi chuyện đã thuận lợi rồi. Đúng rồi dì à, giống như dì từng nói, con không thể ngồi đây mà đợi giám đốc Khang Chinh Hy hoài được. Nếu ảnh không tới bên cạnh con thì con phải tới bên ảnh. Mình không thể làm vậy. Nếu làm vậy thì sẽ khiến cho cổ cảm thấy khó xử hơn. Alo. Bà nội của anh nói muốn được gặp em. Lúc nào em rảnh vậy? Thật sao? Bà nội của anh thật sự muốn gặp em sao? Tất nhiên là thiệt rồi. Em quyết định thời gian và địa điểm đi rồi nói anh biết. Lúc nào cũng được hết. Tất nhiên là em phải chịu theo ý bà nội anh rồi. Nhưng mà anh yêu à, bây giờ thật sự phải đi gặp bà nội, em thấy rất lo lắng đó. Em mới gọi anh là gì vậy? Dạ. Anh yêu, em mau gọi lại lần nữa đi. Bây giờ anh đã được thoát khỏi kiếp con ngoan của mẹ rồi. Đó là chuyện đương nhiên mà, có gì mà anh vui vậy hả? Anh lớn hơn em 2 tuổi, tất nhiên là em phải gọi anh bằng anh rồi. Anh à. Vì chuyện của con nên mẹ mới vậy đúng không? Tất cả mọi chuyện đều là lỗi của mẹ hết. Mẹ nói gì mà kỳ cục vậy? Tất cả đều do mẹ mà ra. Mẹ là người không có học vấn, cũng không có tiền bạc, không có gì cả. Ngày nào cũng phải ráng làm việc thật là chăm chỉ để kiếm tiền. Da Won à, chia tay đi con. Con làm được đúng không? Không lý nào bị đối xử như vậy mà con còn muốn tiếp tục qua lại nữa. Mẹ à, con... Bởi vì gia đình mình nghèo khó, cho nên mẹ không thể yêu thương nuông chiều con hết lòng giống gia đình khác được. Nhưng mà con cũng là đứa con mẹ yêu quý nhất. Con nghĩ là mẹ vất vả đưa dạy các con vì muốn các con bị đối xử bất công sao? Mẹ à, thật sự là con không muốn chia tay với ảnh mà mẹ. Còn thật là... Bà nội của ảnh nói là muốn gặp con để nói chuyện. Chuyện lần này bà nội của ảnh mà đồng ý thì mẹ của ảnh cũng không còn ngăn cản tụi con nữa. Con gái à, chưa nói tới chuyện sau này có lấy nhau hay không, bây giờ bọn con chỉ mới hẹn hò thôi mà nhà họ đã phản đối kịch liệt như vậy. Con đường này trong gai làm sao con đi nổi chứ. Nhưng con thật sự thích ảnh mà mẹ. Từ trước cho tới giờ con chưa từng thích một ai nhiều đến như vậy. Vì vậy cho nên mẹ à, mẹ đợi thêm một thời gian nữa, con nhất định sẽ làm cho bà nội của ảnh thích con, làm cho mẹ của ảnh phải đích thân tới tận đây để mà nói lời xin lỗi mẹ. Nè, nè, Da Won à. Chuyện của So Won mới tốt lên được một chút thì chuyện con bé Da Won là bắt đầu. Mình chỉ có 2 đứa con gái thôi mà tại sao lại không có đứa nào có thể khiến cho mình cảm thấy yên tâm.
Đa Quân nè. Em đó. Nếu chị cũng muốn khuyên em chia tay với ảnh thì đừng nói nữa. Nếu như bắt buộc em phải chia tay thì phải đợi tới khi mẹ của ảnh chịu thua. Dù có ra sao em cũng sẽ quen ảnh, nhất định sẽ làm cho mẹ ảnh cảm thấy hối hận. Nếu em vẫn muốn tiếp tục hẹn hò với nó thì chị cũng sẽ không phản đối đâu. Nhưng nếu như em vì tính kiêu căng nên mới bướng bỉnh không chịu từ bỏ thì lập tức chia tay đi. Chị à. Nhưng nếu ngược lại, em thực sự thích nó nên mới làm những chuyện như vậy, thì chị sẽ thử giúp em thuyết phục mẹ coi sao. Cảm ơn chị nhiều nha. Cho dù tỷ lệ thành công không cao thì chị vẫn sẽ thử. Nếu chưa cố gắng hết sức mà đã từ bỏ thì sau này sẽ rất hối hận đó. Em không được nản lòng nghe chưa? Chị đã nói rồi đó. Em là một con rắn luôn quấn lấy chị gái, là Hang Da Won, em gái yêu quý của chị, cục cưng của Hang Seo Won. Em biết rồi. Em gái yêu quý của Han Seo-won, một người mẫu rất được yêu thích trên các trang mạng hiện nay. Quen được một người con gái như em, phải nói là ảnh rất may mắn. Đúng vậy. Vậy mới giống Da Won yêu quý của chị chứ. Ê, tập thể dục sớm dữ ha. Cái này có phải gọi là nụ cười quyến rũ chết người không ta? Con người lạnh lùng không bao giờ nở được nụ cười như vậy. Có phải quan hệ với cháu chủ tịch tốt đẹp không? Mặt tươi phơi phới như vậy, nụ cười rất tươi nữa. Tôi mà bắt được ai làm là chết chắc với tôi luôn. Đưa đây tôi làm cho. Trời ơi, chết rồi. Làm sao đây? Dù sao cũng dơ rồi, cô để tôi làm cho. Chắc là cô còn công chuyện, mau đi làm đi. À, không có, tôi xin lỗi nha, làm sao giờ? Phải làm sao đây? Trời ơi, thiệt tình à. Một khung cảnh thật là lãng mạn. Mới sáng sớm cô tới đây làm gì? Đây là thẻ hội viên trung tâm thể hình của khách sạn chúng ta. Tôi thấy anh chưa có nên mới đem tới cho anh. Tại sao tôi không bao giờ thấy anh tham gia tiệc tùng cùng với mọi người trong công ty? Trước giờ tôi chỉ toàn thấy anh cứ cắm đầu lo mấy chuyện làm ăn thôi. Hôm nay giám đốc cung ứng muốn được gặp mặt làm quen với giám đốc Kang Jin Hee, vì vậy tôi mới đến đây để đón anh. Nếu như cô thông báo trước cho tôi thì hay biết mấy. À, anh ra đây cho tôi tự làm được mà. Anh mau đi đi. Hôn vua à. Anh đâu? Tới bệnh viện lẹ lên em ơi. Sao vậy anh? Anh Hưng cũng có chuyện gì hay sao vậy? Bên bệnh viện nói là bệnh của Hưng Vũ chuyển biến xấu, chúng ta phải lập tức qua đó liền. Mẹ ơi, hôm qua vô thăm ảnh còn bình thường mà, tại sao tự nhiên? Để tôi lấy xe chở cô. Sao chuyện này có thể xảy ra?